chào quý khán giả của Đài Việt Media và quý độc giả của Vận Hội Mới. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, xin được tiếp tục với chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm phần 2 ở đây. Và kính thưa quý vị, chúng ta đều biết là bên cạnh tất cả những cái vấn nạn của thế giới từ cái chuyện dịch bệnh mà chúng ta đã từng phải đối diện trong suốt cả gần 2 năm trời vừa qua đó, thì khủng hoảng nói chung nó vẫn là một cái điều có thể xảy đến ở bất cứ chỗ nào. Tuy nhiên hôm nay chúng ta phải đặc biệt nói về một cái cuộc khủng hoảng ở tại biên giới của nước Ba Lan và Belarus. Hiện nay nó đang trở thành một cái khủng hoảng di dân và là khủng hoảng chính trị và là khủng hoảng của địa chính trị, là vì nó có liên hệ trực tiếp với nhau và nhiều cường quốc ở xung quanh. Đây nó là một cái vấn đề mà tôi sẽ được đề cập đến trong cái phần 2 của lần này. Trước tiên, cái câu hỏi được đặt ra ở đây là những người di dân hiện giờ đang tập trung ở biên giới của Ba Lan và Belarus đó, họ đến từ đâu? Họ là ai? Tại sao họ lại có mặt ở cái biên giới này? Và cái vấn đề đặt ra là đây không phải là lần đầu tiên mà các cái quốc gia ở bên Âu Châu đón nhận người di dân, nhưng mà tại sao nó lại trở thành vấn đề của ngày hôm nay? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng một ít phút trước mặt. Xin mời anh Bình cho biết ý kiến liên quan tới cái khủng hoảng di dân này. Xin mời anh. Dạ, cuộc khủng hoảng nó kéo dài khoảng có lẽ cũng đến một tháng rồi đó, và trong 2 tuần vừa rồi thì càng lúc nó càng nặng hơn. Cho đến ngày hôm nay thì có một cái tin mừng là chính phủ Iraq dời vào đúng ngày thứ năm, ngày 18 tháng 11, lúc mà mình thu chương trình này, thì chính phủ Iraq họ có một cái chuyến bay đầu tiên mà đưa một số những người tị nạn trở về nước. Cái nguồn gốc đó là tháng trước thì Liên hiệp Âu Châu họ ra lệnh cấm vận Belarus vì những cái vi phạm nhân quyền của Belarus. Bên phía Belarus thì trả đũa bằng cách là muốn chơi Âu Châu thôi. Họ tung tài liệu phát qua những cái nguồn tin trên mạng là họ khuyến khích những người tị nạn mà hiện giờ đang sống lây lấp ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Iraq. Trong đó có người tị nạn Afghanistan, người tị nạn từ Syria, người tị nạn từ Iraq trong những năm vừa rồi. Mời đi qua Belarus và từ đó đến thủ đô Belarus rồi đến Minsk rồi thì đón xe đi ra biên giới với Ba Lan và thả lỏng cho người tị nạn tự do đi qua biên giới. Nếu đi qua được, bên phía họ không cản. Họ muốn cho người tị nạn tràn ngập ở Ba Lan để rồi từ Ba Lan, vì Ba Lan là thành viên của Liên hiệp Âu Châu, cho nên từ Ba Lan họ có thể đi qua Đức được và đi tràn vô Liên hiệp Âu Châu. Thì rõ ràng luôn, đây là một cách trả thù của Belarus vì bị cấm vận, cho nên Belarus muốn gây cái cuộc khủng hoảng này cho Âu Châu. Đằng sau Belarus á, thì người ta cũng nghi ngờ, chính quyền Ba Lan cũng nghi ngờ là có bàn tay của Putin xúi thêm nữa. Nhưng phải công nhận trực tiếp á, thì chuyện gì xảy ra Belarus thì hầu hết chuyện gì xảy ra Belarus cũng có sự đồng ý, nó không phải trực tiếp thì cũng gián tiếp của ông Putin. Và chính quyền Belarus họ gây cuộc khủng hoảng này lên thì họ làm cho Ba Lan bị gây, nó tạo cuộc khủng hoảng cho Ba Lan và gián tiếp ảnh hưởng đến, sẽ ảnh hưởng đến Đông Đức, vì những người tị nạn này nếu họ vô được Ba Lan thì họ sẽ tràn qua biên giới vô Đông Đức và đi qua Pháp và đi khắp Liên hiệp Âu Châu. Thì chính quyền Ba Lan phải làm một cái việc nó thất nhân tâm, là nó phản cảm, là đưa quân, đưa cái lực lượng mà biên phòng ra để bảo vệ biên giới của Ba Lan. Những người tị nạn họ lội qua, họ cắt hàng rào, họ đi qua. Thì bên phía Ba Lan phải bắn lựu đạn cây, phải xịt, phải mở nước ra, xịt vòi cứu hỏa, dùng vòi rồng để mà xua đuổi những người này trở về biên giới, phía bên kia biên giới, cho nên làm việc nó bị phản cảm đối với dư luận thế giới. Và Belarus thì họ sẽ chỉ mũi, bên phía chính quyền Belarus thì họ cứ chỉ vô nói là Liên hiệp Âu Châu là đạo đức giả, cứ nói chuyện dân bảo vệ nhân quyền, nhưng mà đến lúc mà người tị nạn đến biên giới mình thì không dám nhận vô. Thì đây là cái cách phải công nhận là Belarus một cái chiêu độc để mà làm khó dễ Liên hiệp Âu Châu. Cảm ơn cái điều vừa mới chia sẻ của anh. Xin mời anh Nguyên cho biết thêm ý kiến liên quan tới cuộc khủng hoảng di dân này, thưa anh. Dạ, cuộc khủng hoảng di dân này thì giống như Bình vừa nói đó, đây là một giống như mũi tên bắn hai con chim. Vừa có lợi cho một cái sự trả thù của cái ông Lukashenko, tổng thống của Belarus, mà là vừa một cái mối lợi cho ông Putin. Ông Putin hiện giờ ông đương vàng khoảng 100.000 quân ở bên Ukraine.
Trước đây thì ông đưa quân gần cái biên giới Ukraine lấy lý do là tập trận. Rồi khi mà tập trận xong thì equipment, tức là dụng cụ cơ giới, xe tăng, vũ khí để y lại, quân chỉ rút về thôi. Và bây giờ đó thì không có tập trận mà lại đưa quân lại gần cái biên giới Ukraine. Thành ra nó đưa tới một cái vấn đề là nó rõ ràng là một cái sự đe dọa Ukraine. Và cái sự đe dọa này theo những cái giới chức chiến lược ấy, thì họ nói rằng là chưa đánh ngay nhưng mà cứ nằm quân nằm đó chỉ chờ cơ hội khi mà bên phía Hoa Kỳ cũng như là Liên Âu có một cái sự mà bận rộn hay là mất tập trung nào đó thì là Putin sẽ ra tay, chứ còn bây giờ thì cũng chưa đánh. Nhưng với 100.000 quân gần biên giới thì rõ ràng là mối đe dọa. Và để cho cái mối đe dọa này nó không có ồn ào á, thì dĩ nhiên là phải tạo một cái chấn động ở bên Belarus. Mà bên Belarus thì hồi tháng 6 thì là ông Lukashenko, tổng thống Belarus đó, khi mà bị Liên Âu cấm vận thì ông đã có nói rõ lúc hồi tháng 6 rồi. Ông nói là cái làng, cái người di trú sẽ không bị ngăn chặn khi mà đi qua Âu Châu. Ông đã nói lúc đó rồi, thành ra bây giờ từ tháng 6 và bây giờ là tháng 11 nó đã xảy ra. Và nó xảy ra thì là nó tạo cái chấn động là nó là những cái quốc gia gần biên giới như Latvia, Lithuania hay là Ba Lan thì là nó đã bị, đang bị cái khủng hoảng đó. Thì khủng hoảng đó nó đưa tới cái áp lực là bên phía Tây phương Liên Âu cũng như Hoa Kỳ đưa đặt áp lực lên lên Belarus. Thì Belarus như mình vừa nói thì họ vừa rồi thì họ đặt vấn đề cách đây 1-2 ngày thì họ đặt vấn đề với Liên Âu là bên Liên Âu nên nhận 2.000 và họ sẽ cho hồi hương 5.000. Đa số là có thể nói là dân Iraq, trong cái bản đồ vừa rồi chúng ta thấy đa số là dân Iraq. Nhưng mà người ta lo ngại là nếu cho hồi hương 5.000 mà cho hồi hương với điều kiện, và nếu mà không hội đủ điều kiện, và Belarus có thể đặt ra nhiều điều kiện để mà là nói rằng không hội đủ điều kiện thì có thể là mắc kẹt ở những trại tị nạn, là có thể bắt Liên Âu phải nhận thêm. Thì hiện giờ thì ông ngoại trưởng của Mỹ thì nói rằng là hai cái vấn đề này rõ ràng là nó liên hệ với nhau, nó liên với nhau, là để vấn đề mà khủng hoảng về mà di trú ở Ba Lan cũng như là vấn đề đe dọa ở biên giới Ukraine, Nga đơn giản đe dọa, là hai cái là nó liên hệ với nhau. Thì có thể nói là trong cái vấn đề này thì Nga cũng như là ông Lukashenko là coi như là tìm cách là gây những cái sự khó khăn quấy rối Liên Âu cũng như là Ukraine. Và cái người ta lo lắng là vấn đề thật sự là điểm và diện, mà cái diện là có thể là ở cái biên giới Ba Lan với Belarus, mà nhưng mà điểm có thể là ở tại vùng Donbass ở bên Ukraine. Và người ta lo lắng là Liên Âu có vẻ là không có tập trung quá nhiều vào cái vấn đề mà cái điểm là mối đe dọa ở Ukraine. Và hiện giờ Hoa Kỳ đang lo lắng là có thể là họ sẽ tấn công và có thể chiếm Donbass và phải sáp nhập vào giống như cái Crimea trước đây mà họ đã sáp nhập hồi 2014 vậy thôi. Cảm ơn cái phân tích của cả hai anh, và tôi cũng xin bổ túc thêm về cái dữ kiện liên quan tới những cái người di dân hay là những người tị nạn. Trên nguyên tắc thì họ đến từ đâu đó thì giống như tất cả các anh đều nói đó. Đây là những người mà ở cái vùng Trung Đông, những cái người tị nạn mà đã có những người họ đã sống ở trong cái trại tị nạn từ năm này sang năm khác, từ cái cuộc chiến nội chiến ở Syria cho đến cái cuộc chiến ở tại Iraq, cũng như là những cái cuộc chiến ở tại Afghanistan gần đây. Những người đó, thứ nhất, họ đã được giấy thông hành để đi sang Belarus chính thức. Cái thứ hai, họ được chuyên trở sang Minsk, thủ đô của Belarus. Và cái điều mà người ta ghi nhận được đó không phải chỉ là máy bay của Belarus, mà kể cả máy bay của Nga nữa, cũng dùng một cái công việc chuyên trở những người này đến đến Belarus. Thế rồi sau đó, họ được đưa lên cái vùng biên giới. Và cái đấy là cái mà tôi cho rằng quan trọng mà ít người lưu ý đó, là khi mà những người đã đến cái vùng biên giới rồi đó,
họ muốn đi ra khỏi Belarus không đi được nữa, tại vì lính của Belarus chặn lại và buộc họ phải ở cái khu vực biên giới đó. Và không những vậy, lại cung cấp cho họ một số những cái phương tiện như là mấy cái kìm để mà cắt dây kẽm này kia để mà có thể vượt qua những cái hàng rào. Đấy là một cái chuyện mà tôi cho rằng đúng, nó là một cái âm mưu rất là quan trọng. Và chúng ta lại biết thêm một chi tiết nữa là cái áp lực đến từ Nga và Belarus đó càng ngày nó càng gia tăng. Tại vì tuần vừa rồi đó là Lukashenko của Belarus đã tuyên bố đó là có thể khóa luôn cả mấy cái đường dẫn dầu từ Nga vào Âu Châu mà băng ngang qua Belarus. Đấy là một trong những cái vấn đề mà có thể nói rằng là gây khủng hoảng lớn nếu mà thực sự họ làm như thế đối với lại Âu Châu. Và cái chi tiết thứ ba mà như anh Nguyên vừa mới nói đó là cái điểm nó nằm ở cái đường biên giới. Và ta biết rằng là cái nước Ukraine đó, nó có cái đường biên giới chung với lại Ba Lan, nó có đường biên giới chung với Belarus và nó có một cái đường biên giới chung với Nga. Thì đây nó là một cái chỗ mà nó quy tụ tất cả những cái vấn đề. Và sau cùng một cái chi tiết nữa mà tôi cho rằng cái đòn phép của Lukashenko cũng như của Putin đó rất là hay. Hay ở cái chỗ đó là cái anh tổng thống Lukashenko đó năm ngoái tháng 3 đó đắc cử tổng thống với cái con số khủng khiếp, tỷ lệ rất là cao, và anh ta đã từng nắm cái chức vụ này không biết bao nhiêu thập niên rồi, và tất cả những cái thành phần gọi là đối lập đó là bị loại hết. Và đây nó là một cái tay độc tài, và cả Liên Âu lẫn Hoa Kỳ đó đều không công nhận cái cuộc bầu cử đó, và vì vậy đó không muốn nói chuyện với Lukashenko. Và đây nó là một cái đòn phép để mà tạo tư thế cho chính ông ta. Nếu mà Liên Âu không muốn nói chuyện với ông đó thì hãy giải quyết cái việc mà di dân đi xem có giải quyết nổi không, tại vì nó nằm ở bên nước Belarus. Và bên cạnh đó đó, nếu mà họ cứ tiếp tục tạo áp lực đó và họ cắt đường ống dẫn dầu đó thì Âu Châu chỉ có chết. Đấy là cái vấn đề mà tôi cho rằng cái chiến lược rất là hay của Lukashenko. Bây giờ quay trở lại đó, lui lại thì chúng ta thấy đó, cái vấn nạn mà của người tị nạn đó thì nó là một vấn đề lớn, nó xảy ra ở nhiều nơi. Và tôi đọc một cái bài báo đăng ở trên New York Times, và đây là một cái tờ báo tả khuynh chúng ta biết ở bên Mỹ, mà chính họ lại cũng đem cái vấn đề di dân ra và họ so sánh sự khác biệt giữa những cái người di dân ở tại tại cái đường biên giới của Belarus và Ba Lan với lại những người di dân ở phía cái biên giới phía nam của nước Mỹ. Thì họ nói rằng là nó có những cái điểm giống nhau, là đây là những người mà không có đủ tiêu chuẩn để xem là những người tị nạn, tại vì không có đủ những cái yếu tố quan trọng mà đã được quy định bởi Liên Hiệp Quốc, và đa số có thể là những người di dân kinh tế. Và vì vậy cho nên cái vấn đề đặt ra ở đây là cái bài toán về nhân đạo sẽ được giải quyết như thế nào, làm thế nào để có thể đem họ vào, mà nếu mà họ không phải là những người tị nạn giống như những người Việt Nam của chúng ta. Đấy là một cái câu hỏi tôi muốn mời hai anh chia sẻ cái suy nghĩ của mình liên quan tới cái bài toán này như thế nào. Chúng ta có thể nhìn nó dưới cái góc cạnh nhân đạo, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn nó dưới cái góc cạnh về mặt chính trị, là vì nếu không thì sẽ không còn biên giới của bất cứ một quốc gia nào khác cả. Xin mời anh Bình. Có lẽ nhiều khán giả còn nhớ, thật ra cái chiêu này của ông Lukashenko nó cũng không có mới. 2 năm trước đó thì ông Erdogan đã dùng ở bên Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới, biên giới Thổ và Hy Lạp. Đúng. Và hình như vẫn còn lâu lâu cứ mở cửa biên giới Thổ một lần để tràn ngập qua bên Hy Lạp. Thì đây là cái cách mà Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ là Belarus dùng để chơi Liên Hiệp Âu Châu. Thì rõ ràng là cái chỗ này là cái chỗ nhược của Liên Hiệp Âu Châu rồi. Vấn đề của Âu Châu bây giờ là có quá nhiều người tị nạn mà không đủ khí đốt cho mùa đông này. Đó là hai chuyện mà bên Âu Châu đang bị tấn công. Mình đi xa hơn cái chuyện mà những người tị nạn, để đây là một cái chỗ nhược khác mà bên Nga hiện giờ và Belarus sẽ cùng với nhau để mà làm khó dễ Âu Châu trong thời gian sắp tới. Đây là nguyên tất cả những cái hệ thống khí đốt, mà từ hầu hết khí đốt của Âu Châu là từ bên Nga qua. Bên Âu Châu đó thì cần phải dựa vào khí đốt để có năng lượng sạch, dù sao nó cũng còn sạch hơn là dầu lửa và than đá, cho nên vẫn dựa vào khí đốt của Nga. Và cái kế hoạch của Nga đó là muốn không những là muốn dùng khí đốt để mà uy hiếp Âu Châu, nhưng mà cũng muốn cắt luôn cái đường làm ăn của Ukraine. Cho nên hầu hết những khí đốt của Nga đi qua Âu Châu bằng cái đường Ukraine. Bên Nga đó như là họ đang muốn khóa ống khí đốt lại để họ đợi cái hệ thống mà Nord Stream nó
họ muốn áp lực cho Đức chuẩn bị để xây cái hệ thống Nord Stream cho nhanh. Và rồi sau đó, đó một khi mà cái đường ống dẫn dầu mà từ vùng Baltic đó, từ Nga nó đi đến thẳng Đức được rồi đó, thì họ sẽ cô lập Ukraine. Cho nên nếu mà cần họ sẽ phong tỏa Ukraine bằng cái đường mà phong tỏa khí đốt, vì chính Ukraine cũng lệ thuộc vào khí đốt của Nga. Trong trường hợp đó, đó thì Ukraine sẽ bị áp lực nặng lắm và Liên Âu sẽ bị chia rẽ liền, vì Đức và Tây Âu có khí đốt mà Đông Âu không có khí đốt. Như vậy là hai bên nó gây cái sự ly gián lớn trong Liên Âu châu. Cái giải pháp duy nhất bây giờ đó là các công ty khí đốt, ngành dầu lửa của Mỹ có thể nhảy vô để cứu được. Và đây là cái chuyện mà ói âm là cả ông Trump vẫn là ông Biden, cũng như ông Biden đều muốn gọi là muốn thuyết phục Âu Châu. Bây giờ Mỹ có quá nhiều khí đốt và Mỹ là cái cường quốc số 1 thế giới về khí đốt, để cho Mỹ cung cấp đi, đừng dựa vào Nga nữa. Không biết là Âu Châu có dám gọi là đầu tư vào cái hướng lâu dài này không? Xin mời anh Nguyên cho biết ý kiến. Đây là cái vấn đề khá là phức tạp, phải không thưa hai anh? Nó rất là chẳng chịt, vừa là chính trị, vừa là kinh tế, vừa là di dân, vừa là nhân đạo. Xin mời anh Nguyên. Dạ, nên vấn đề di dân thì trong những cái điều khoản của Liên Hợp Quốc thì nó có định nghĩa rõ ràng về vấn đề di dân, và vấn đề di dân chính trị, và di dân kinh tế, vấn đề là tư cách tị nạn hay là không. Thì cái tị nạn có thể nói là được ưu tiên, là bởi vì cái tị nạn là bởi vì đây là cái sự sống chết. Một khi một cái chính quyền độc tài mà nó muốn trù dập một cái thế lực đối lập thì nó có thể hãm hại cho vấn đề hoặc là chết hoặc là không còn đường sống, sống một cách rất là đau khổ. Thành ra do đó mà cái vấn đề di dân bằng tị nạn, thí dụ như người Việt chúng ta chẳng hạn là di dân bằng tị nạn thì dĩ nhiên nó được ưu tiên hơn. Nhưng mà nó cũng không phải là đi vào một quốc gia nào đó thì nó phải phù hợp với cái luật pháp của nước đó. Thì cái vấn đề di dân hiện giờ ở tại Ba Lan với Belarus và ở phía Hoa Kỳ về ráp danh Mỹ Tây Cơ thì rõ ràng là hai cái dạng di dân đó không phải là di dân chính trị mà nó là di dân về kinh tế. Mà di dân về kinh tế là nước nghèo quá, bây giờ tôi qua mấy nước giàu để tôi sống cho nó có điều kiện tốt hơn cho gia đình và con cái tôi. Thành ra cái di dân kinh tế đó nó tạo ra một cái thế mà rất là khó xử trong cái vấn đề mà phải giải quyết nó. Bởi vì theo luật về di dân thì người theo luật về vấn đề người di trú bất hợp pháp thì dĩ nhiên là nhận hay không nhận thì cũng phải cho người ta ở trong có một những cái trại tạm trú. Mà ở trong trại tạm trú thì nó thật như là ở Mỹ, ở Nam Cali, ở California chẳng hạn, thì nếu mà ai theo dõi cái hệ thống tòa án thì thấy rằng nhận vô trại tạm trú thì đa phần là đều sẽ được nhận vô nước Mỹ. Bởi vì dù muốn dù không giờ cái vấn đề nước Mỹ nó có một chính sách tương đối là nhân đạo, là bởi vì thấy cái đất nước mình thì quá lớn và dân thì cũng chưa phải là đông, thành ra trong cái vấn đề mà nhận vô trại tạm trú xong rồi là về xét về đem ra tòa để ông tòa coi xét là có cho hay không, thì thường thường thì những người mà làm việc Việt Nam mình làm việc ở tòa án Cali thì nói chuyện với nhau thì họ chia sẻ là thường thường mấy ông tòa đều cho hết rồi. Thành ra do đó mà cuối cùng rồi thì mặc dù di dân bất hợp pháp ở trong những cái trại tạm trú rồi để mà chờ ra tòa án Mỹ có xét rồi có cho hay không, rồi rốt cuộc mấy ông tòa cũng cho. Thành ra trở lại vấn đề là ở Mỹ thì là về vấn đề di dân, mặc dù là một quốc gia rất là lớn về phương diện mà đất đai cũng như tài nguyên, có thể nhận cả vài trăm triệu người nữa vô thì cũng chưa bằng phân nửa của Trung Quốc hay là Ấn Độ. Nhưng mà nó vấn đề di dân cũng làm cho chính quyền Hoa Kỳ nhức đầu và khó xử. Thì huống chi là ở bên Âu Châu. Âu Châu là nước nào nước nấy rất là nhỏ. Và cái vấn đề mà rất là nhỏ mà đưa những người di dân kinh tế vào mà quá đông á, thì nó sẽ đưa tới nó sự là cái tình trạng mà sự giàu thịnh của những cái quốc gia đó có thể nguy hiểm. Vấn đề di dân mà nếu mà cái lượng nhỏ nhỏ thì nó giống như thuốc chủng ngừa để làm cho cơ thể nó khỏe mạnh, những người di dân họ làm lao động tốt hơn, họ sẽ làm cho cái vấn đề mà vực dậy cái nền kinh tế. Nhưng mà khi mà tràn ngập thì nó sẽ là cái tác dụng hại. Thì trở lại vấn đề di dân là vấn đề mà nhức đầu của Âu Châu, và đây là biết là vấn đề nhức đầu của Âu Châu, thành ra Nga cũng như là Belarus làm khó,
dùng cái đó để làm đòn bẩy để mà đạt những cái mục tiêu chính trị khác. Thí dụ như ông Lukashenko là một cái ông là bầu cử gian lận, và nó đưa tới biểu tình ở Belarus rất là dữ dội để mà đòi hỏi ông phải là từ nhiệm, và ông đã vì vấn đề chính trị, ông là một cái trái đệm, là cái người của Nga, thành ra là Nga cũng không có muốn là Belarus dân chủ, là cái dân chủ đi sát nước Nga sẽ đe dọa chế độ của ông Putin, và Liên Âu không công nhận. Và như mình cũng vừa nói là đây là một cái cách mà để ông Lukashenko, ông bắt là Liên Âu phải công nhận ông. Bởi vì vấn đề di dân muốn thảo luận thì phải thảo luận với tôi, mà thảo luận với tôi tức là công nhận tôi. Thành ra trở lại vấn đề là cái mầm móng, đây là cái vấn đề mà cái mầm móng thật sự, cái đầu não thật sự trong những cái vấn đề nhức đầu của Âu Châu, Liên Âu là Nga. Mà Nga đó là sở dĩ mà họ quậy phá châu Âu cũng như là quậy phá Hoa Kỳ là bởi vì họ có một cái, thứ nhất là họ có tâm lý bất an về người dân, về chính quyền thì là họ muốn là làm như vậy để người dân ủng hộ một chế độ độc tài, và họ sẽ xây dựng được cái kleptocracy, một cái chế độ mà ăn cắp, ăn trộm mà người dân vẫn ủng hộ. Thành ra về chính quyền thì làm như vậy để trục lợi cho cái phe nắm chính quyền oligarch, những cái quả đầu, chế độ quả đầu là những người mà gọi là để mà muốn làm giàu trên cái phe nhóm của họ để mà người Nga tiếp tục. Và về người Nga thì họ có một cái tâm trạng bất an là vì lịch sử của nước Nga từ xưa nay là mối đe dọa là từ phương ở của Tây Âu chứ còn không phải là phía Đông. Mặc dù trong tương lai cái mối đe dọa thật sự của Nga lại là từ phía Đông, từ bên Trung Quốc. Do đó mà Nga bây giờ có thể nói là chính quyền thì muốn là phá thối để mà chứng tỏ với người dân là ông Putin là một cái người mà ngang tàn, là một người Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của ổng, nước Nga cũng là một quốc gia hùng cường, hùng mạnh. Nhưng mà thật sự kinh tế thì không bằng Tây Ban Nha nữa, chứ đừng nói thua cả California. Thì để giải quyết tận gốc vấn đề thì tôi nghĩ là chỉ có dân chủ hóa nước Nga. Bởi vì dân chủ hóa nước Nga nó sẽ dân chủ hóa được Belarus và những quốc gia khác vậy thôi. Tôi nghĩ đó là con đường dài. Tôi không hiểu là chuyện đó nó có thể nó đến được hay không. Nhưng mà cũng trong cái bối cảnh mà liên quan cái khủng hoảng di dân đó, thì thưa quý khán giả, chúng tôi cũng muốn nói tới là cái khủng hoảng về nhân đạo ở đây. Trước tiên là những người mà hiện giờ được xem là những người di dân đang ở cái vùng biên giới ở trên lãnh thổ của Belarus mà tìm cách đi qua bên Ba Lan đó, tôi nghĩ rằng là họ đã trở thành một con tin, họ là nạn nhân của Belarus và của Nga. Chính hai Putin và Lukashenko là cái người đứng đầu đã đưa họ từ các trại tị nạn ở Trung Cận Đông đi vào thẳng nước Belarus, rồi đưa họ ra vùng biên giới và buộc họ phải ở chỗ đó. Họ không thể đi về được nữa. Và đấy nó là cái vấn nạn. Đó là một cái khủng hoảng về vấn đề nhân đạo. Và họ đang là nạn nhân của cả hai cái thế lực, của Belarus cũng như là của Nga. Và tôi nghĩ rằng đứng về mặt nhân đạo mà xét thì chúng ta cũng phải cố nghĩ đến những cái việc làm thế nào để giúp đỡ họ. Dẫu sao họ cũng là những người đã từng trải qua trong các cái trại tị nạn vì những cái cuộc biến động về chính trị đã xảy ra ở cái đất của họ, như là cái cuộc nội chiến ở Syria đã xảy ra trong khoảng 10 năm trở lại đây, rồi trước đó, rồi sau đó là ngay cả cái cuộc chiến ở tại Iraq. Những người Kurd ở cái vùng biên giới phía bắc của Iraq chẳng hạn, họ cũng là những nạn nhân. Tóm lại, đấy là những người cần được cái sự giúp đỡ. Nhưng mà cái cách giải quyết như thế nào thì quả thật cho đến giờ phút này nó đang trở thành cái vấn nạn của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem cái bài toán này sẽ được giải quyết như thế nào và liệu là nó có được êm đẹp hay không. Thì đây nó là một cái sự nói chung đau khổ của tất cả mọi người. Mình cũng nên nhắc lại là ở Âu Châu hiện giờ họ đã đi Âu Châu, họ đã xây được một cái trại tị nạn khổng lồ nhất trên thế giới, nó gọi là nước Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 năm vừa rồi đến bây giờ đang có khoảng 4 triệu dân tị nạn ở đó.
theo cái hợp đồng giữa Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ đó, Vân Hổ đã được nhận là 6 tỷ đô la trong 5 năm, từ năm 2016 đến 21. 6 tỷ euro chứ, tức là khoảng chừng 7-8 tỷ đô la. Thì đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là một cái kỹ nghệ rồi. Nên nếu muốn giải quyết vấn đề Belarus thì bên Âu Châu có thể phải dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ để làm sao cho thổ đừng cho người ta lên máy bay nữa, và giữ người ta ở lại thổ để tiếp tục nhận tiền viện trợ của Liên Âu. Có lẽ là cái giải pháp đó là cái đường duy nhất. Mà tôi e rằng cái chuyện đó có lẽ nó cũng sẽ không được lâu dài, là vì mình sẽ nói về trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ và cái mối liên hệ của nó với Âu Châu và NATO trong một cái dịp khác, vì cũng đã không còn nhiều thời giờ. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin tranh thủ một vài phút còn lại trong cái chương trình của buổi phát hành ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi quý vị xem chương trình này thì còn độ đôi ba ngày nữa là chúng ta sẽ bước vào cái ngày lễ Thanksgiving. Đặc biệt với quý khán giả mà Hoa Kỳ đó, thì đây nó là một cái ngày lễ lớn của nước Mỹ. Lui lại về mặt lịch sử thì chúng ta biết là những người di dân từ bên Anh qua cái tàu Mayflower và định cư ở Plymouth, thì qua cái mùa đông khắc nghiệt đầu tiên ở bên Mỹ đó, thì đã gần một nửa cái số người di dân đó đã chết. Và sau đó thì họ, những người sống sót, đã có được một cái cuộc sống tương đối khá ổn và được cái sự giúp đỡ của những người da đỏ thổ dân để họ tiếp tục sinh sống. Và vì vậy cho nên vào cái mùa đông tiếp theo đó thì họ đã tổ chức một cái lễ ăn mừng, đó là cái ngày lễ Thanksgiving, để mà tạ ơn Thượng Đế đã giúp cho họ có thể sống sót. Cũng trong cái tinh thần này, kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi cũng xin mượn cái làn sóng này để cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta, cũng trong cái tâm tình tạ ơn này, chúng ta gọi là lễ tạ ơn mà, để mà biết đến ơn của Thượng Đế, của ơn trên, của những cái người, của những cái bậc mà đã giúp cho tất cả chúng ta có cái cơ hội được sống ở tại cái quốc gia Hoa Kỳ này, có thể nói là tốt đẹp nhất ở trên thế giới. Với những quý vị nào mà ở Việt Nam hay là có quốc gia khác, thì cũng trong cái tâm tình chung này, chúng ta cũng chia sẻ cho nhau cái sự biết ơn đối với tất cả những người xung quanh và với tổ tiên của chúng ta. Cũng trong cái tâm tình biết ơn này, đây nó là một cái sinh hoạt gia đình rất là quan trọng của người Mỹ, thì đây cũng là cái dịp mà có lẽ tất cả quý vị có cái cơ hội được gặp gỡ con cái cũng như là những người thân, thì xin cầu chúc cho tất cả quý vị có một cái ngày lễ tạ ơn thật an bình, và chúng ta cũng nhân cái cơ hội này để nghĩ về quê hương Việt Nam của chúng ta, và mong rằng đất nước quê hương của chúng ta cũng sẽ có được những cái ngày thật là êm đẹp, thật là an bình trong những năm trước mặt. Chúng tôi xin chấm dứt cái chương trình hồi lần ở đây. Xin kính chào tạm biệt. Cảm ơn cái sự theo dõi của tất cả quý vị, và xin hẹn với quý khán thính giả vào chương trình kỳ tới.